Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chú Hề ST làm bong bóng nghệ thuật. Hãy ủng hộ chú Hề ST bằng cách nhấn like, share, đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và luyện tập thật thành công. Ngày hôm nay chú Hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình con tôm các bạn nhé. Đây. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo hình cái thân của con tôm trước. Để tạo hình được thân con tôm mà chúng ta cần có 3 quả bóng. Ba quả bóng này chúng ta sẽ thổi lên khoảng nửa quả bóng các bạn nhé. Đây là khoảng một quả bóng nguyên. Chúng ta thổi lên khoảng nửa quả. Tương đương với cái này. Ok. Với quả bóng đầu tiên chúng ta sẽ tạo hai khóa, hai ngón tay. Chúng ta sẽ tạo một khóa hai ngón tay. Chúng ta tạo khóa hai ngón tay. Tiếp tục khóa này, chúng ta sẽ tạo một đoạn khoảng bốn ngón tay. Và chúng ta tạo 12 ngón tay. Tiếp tục ở đây và đây chúng ta tạo một đoạn nhỏ, một quả nho, một ngón tay và một cái khóa. Bên này tương tự. Bây giờ chúng ta đoạn ngắn. Chúng ta sẽ làm bên dưới này nha. Bên dưới này lại là bốn ngón tay, bây giờ chúng ta làm ba ngón tay. Bây giờ 11 ngón tay. 2 4 8 ngón. 3 ngón 11. Và đây. Đây. Chúng ta sẽ làm to nhỏ dần, to nhỏ dần các bạn nha. Mỗi vòng chúng ta giảm một ngón tay, làm 5 vòng, 1 2 3 4 5. Ok, 5 vòng. Đây bên dưới. Bên dưới chúng ta cũng thu nhỏ từ từ. 4 ngón tay, 3 ngón tay, 2 ngón rưỡi, 2 1. Thu nhỏ lại các bạn nha. Tiếp tục chúng ta tạo một quả nho nhỏ và một cái khóa tương tự bên này. Bên này cũng vậy. Đoạn nào ngắn chúng ta làm bên dưới các bạn nhé. Đoạn này ngắn làm bên dưới này. Và chúng ta bốn ngón, 3 ngón và giờ 2 ngón rưỡi.
đây. Đây, bóp mềm. 10 ngón tay. Cùng vào đây. Tiếp tục. Là chúng ta làm hai ngón tay. Cộng vào đây. Bên này 9 ngón tay. Đây chúng ta làm hơn một ngón tay chút. Hôm nay 8 ngón tay. Chúng ta làm xong cái thân. Còn này dư chúng ta ngắt bỏ các bạn nhé. Đến đây chúng ta tạo hai cái khóa. Hai khóa bằng cái này các bạn. Như thế này. Đây chúng ta tạo luôn 8 ngón tay. Và một đoạn 3 ngón tay. Tiếp tục về hai khóa này. Bên này chúng ta làm tương tự ở đây. 8 ngón tay. Và 3 ngón tay. Cột chung này. Chúng ta làm cái đuôi. Còn này chúng ta ghép vào. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần thân. Bây giờ chúng ta sẽ làm đầu con tôm các bạn nhé. Với đầu con tôm chúng ta làm từ hai càng trước các bạn. Hai càng cần có hai quả bóng. Mỗi quả bóng chúng ta bơm lên khoảng nửa quả.
chắc nửa quả các bạn nhé. Càng đầu tiên chúng ta làm hai quả. Bóp mềm. Chúng ta tạo một đoạn 7 ngón tay. Đoạn này 3 ngón tay. Cột bé này. Tiếp tục chúng ta tạo một đoạn 3 ngón tay. Và tạo một cái khóa. Càng này tương tự. Chập chung vào đây. Đến đây, chúng ta gắn hai cái càng này vào hai khóa. Đây. Chúng ta chuyển một khóa này lên bên trên, khóa này lên dưới. Ở đây chúng ta tạo một đoạn 5 ngón tay. Đây chúng ta tạo một khóa. Khóa nhỏ các bạn. Chúng ta tạo một đoạn 4 ngón tay. Và một đoạn 2 ngón tay. Ta chập chung vào đây. Quả bên dưới này chúng ta bóp thật mềm. Chúng ta làm tập trung vào cái khóa này. Bên dưới chúng ta ngắt bỏ. Chúng ta đo bằng cái khóa này các bạn nhé. Vừa chạm đến cái mép này. Chúng ta tạo một cái khóa hai ngón tay. Và một quả nho. Chúng ta cột chung về đây luôn.
dư này chúng ta ngắt bỏ. Bây giờ chúng ta chỉnh sửa một chút xíu nhé. Càng như này. Càng như này. Bên dưới chúng ta xoay. Bên đây, cái khóa ở trong này chúng ta luồn vô đây. Khóa này chúng ta sẽ nhét vô đây. Tiếp tục chúng ta làm mắt và rotor. Mắt chúng ta chỉ cần một đoạn bóng màu đen như thế này thôi. Chúng ta đảo hai con mắt. Cái cổ. Cột chung hai mắt này lại nhau. Như chúng ta ngắt cho vào. Bây giờ chúng ta nhét hai mắt này qua đây. Rotor chúng ta dùng một quả bóng, nhưng mà chúng ta thổi nhẹ hơi vô cho nó căng và chúng ta cột cái đầu lại như thế này. Chúng ta xỏ từ đây qua đây. Chia đôi và chúng ta kéo nhẹ. Vậy là chúng ta hoàn thành một con tôm các bạn nhé. Chú Hề ET làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công và đừng quên nhấn like, share, đăng ký kênh ủng hộ chú Hề ET nhé. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.